Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Khải sẽ tắm cho Sam và Sơ ở trên một cái bồn tắm. Bây giờ Khải sẽ bơm bồn tắm này các bạn này. Sam ơi. Wow, very good there. Rồi các bạn ơi, Archer đang tập bơi đấy các bạn. Archer rất đáng yêu ở trong đường nước và anh ta đang tập bơi với mức nước rất là thấp. Sam boy. Sam boy.
Vì thế Khải sẽ cho Sam và Sơ được tắm dưới nước, nước rất là mát luôn, sẽ giúp các bé giải nhiệt trong những ngày nóng bức như thế này. Thì Sam và Sơ sẽ bây giờ sẽ tắm đây các bạn. Rồi các bạn, nước cũng đã đủ rồi, bây giờ ông đội sẽ vào tắt nước đây các bạn. Wow, Sam yêu cầu tắt nước. Ok, giờ Sam và Sơ sẽ thực hiện những khoảng thời gian tắm mát ở dưới hồ bơi. Wow, Asher. Wow, Asher very good there. Oh my god, Asher. Oh. Wow. Wow, wow, oh my god, Sam boy. Oh, Sam boy very good there. Wow, oh my god, oh la la. Wow, Sam boy, Sam boy, Sam boy, Sam boy. Wow, wow, oh, oh, Sam boy. Wow, Sam boy, oh la la. Oh, Asher, my god, Asher, very good there. Oh, Asher, Asher, Asher. Oh. La la, oh la la, wow, Sam boy, oh my god, Sam boy, oh, ah, oh la la, Asher very good there, oh my, oh, Asher, Asher, oh, Asher very good there, wow, Sam boy, wow, Asher, Asher, oh la la, Asher. Oh my god, Asher very good there. Oh. Wow, Sam boy. Oh la la, Sam boy. Wow, Sam boy. Wow. Wow, Sam boy very good there. Sam boy, Sam boy. Rồi bố gỡ con vịt ra để cho Sam với Asher chơi một lúc với con vịt.
Rồi, wow, oh my god. Wow. Samboy, oh my god, Samboy. Oh, Samboy very good there. Sam, wow. Samboy. Oh. Samboy love duck thở. Wow. Sam. Wow. Wow. Oh, Samboy. Oh, wow. Wow. Sam. Wow, Samboy. Oh my god, Samboy. Wow, Samboy. Wow. Oh. Samboy. Oh my god, Samboy. Oh. Wow, Asha, oh my god, Asha, oh, Asha, oh, Asha. Rồi, ông nội sẽ lấy vịt ra và Sam và Sơ sẽ bơi dưới nước một tí nữa là sẽ nghỉ về các bạn. Wow, Samboy. Oh, Samboy cỡi vịt rất là đẹp luôn các bạn. Wow, oh my god, Samboy. Wow. Rồi, ông nội sẽ cắt vịt đi. Wow, Asa very good there. Oh my god, Asa. Oh, Samboy. Oh, Samboy. Wow, Samboy dancer hip hop. Rồi các bạn ơi. Sẽ được ăn một món xoài gọi là rất là đặc biệt của đất nước chúng tôi. Đây là một loại xoài rất là to đây các bạn. Rồi bây giờ ông nội sẽ cắt xoài cho Sam và Sơ cùng ăn đây các bạn. Xoài rất là nhiều nước luôn các bạn. Rất là ngon luôn, thơm ngon luôn. Các bạn bây giờ ông nội sẽ cho Sam và Sơ ăn món xoài này các bạn, mang hộp. Rồi ok. Đến đây thì Khải cũng xin tạm dừng video và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye, see you again, bye bye các bạn. Bye bye. Bye bye. Rồi ông nội sẽ đón Sam và Sơ đây các bạn. Wow, wow. Rồi. Bye bye. Thank you.